Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà thỏ sưởi nhờ, rồi đuổi luôn thỏ ra khỏi nhà. Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau, thỏ gặp bầy chó. Bầy chó hỏi thỏ: "Tại sao thỏ khóc thế?" "Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo, cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà." "Thỏ ơi, đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ đuổi được cáo đi." Bầy chó và thỏ đi về nhà thỏ. Bầy chó nói: "Gâu, gâu, gâu, cáo cút mau." Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: "Tao mà nhảy ra thì chúng mày tan xác." Bầy chó sợ quá chạy mất. Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gấu đi qua, gấu hỏi: "Tại sao thỏ khóc?" "Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo, cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà." "Thỏ ơi, thỏ đừng khóc nữa, ta sẽ đuổi được cáo đi." "Không, bác gấu ơi, bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được thì bác đuổi làm sao được?" "Đuổi được chứ," gấu nói với giọng kiên quyết. Gấu và thỏ về đến nhà thỏ. Gấu gầm lên: "Cáo cút ngay." Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: "Tao mà nhảy ra thì chúng mày tan xác." Gấu sợ quá chạy mất. Thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà trống màu đỏ đi qua, vài vắt một cái hái. Gà trống thấy thỏ khóc bèn hỏi: "Tại sao bạn thỏ lại khóc thế?" "Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo, cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà." "Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được cáo thôi." "Không, anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, gấu đuổi mãi không xong thì anh đuổi làm sao được?" "Thế mà tôi đuổi được đấy. Nào, đi." Gà trống và thỏ cùng về nhà thỏ. Gà trống cất tiếng hát: "Cúc cu cu cu, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay ra ngay." Cáo sợ quá bảo: Tôi đang mặc quần áo ạ." Gà trống lại hát: "Cúc cu cu cu, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay." Cáo nói: "Chờ, chờ tôi mặc áo bông đã." Lần này thì gà quát lên: "Cúc cu cu cu, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay." Cáo từ trong nhà nhảy vọt ra, chạy biến vào trong rừng. Từ đó, thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình.